thành xong cái phần thứ nhất đó là lắp đặt ha. Lắp đặt. Lắp đặt thì trong lắp đặt này nó có hai cái nội dung ha. Cái nội dung thứ nhất là lắp đặt mới. Lắp đặt mới ha. Rồi cái nội dung thứ hai của mình là tháo. Rồi di dời. Giờ ha, cái này là nội dung hôm trước mình đã học xong ha. Thì ở phần lắp đặt mới này nè. Có nghĩa là khi mà người ta khách hàng á mua máy về, máy mới thì nhiệm vụ của mình là khi mà mình được người ta gọi tới để mình lắp đặt á, thì cái hôm trước hướng dẫn mình á là đầu tiên á là mình phải ước lượng được cái chiều cao lắp đặt, rồi mình dự trù được có cái bước chuẩn bị được vật tư ha. Có nghĩa là chuẩn bị vật tư. Chuẩn bị được cái vật tư. Rồi cái thứ hai là mình thực hiện cái lắp đặt thì mình có là gì? Lắp đặt cái hệ thống ống đồng ha. Ống đồng. Rồi lắp đặt nguồn điện ha. Còn trong quá trình ta sử dụng á, cái này là bước thứ nhất, trong quá trình ta sử dụng á, do cái nhu cầu có thể là người ta thay đổi cái địa điểm hay là cái nơi làm việc hay là chỗ ở gì đó, người ta phát sinh thêm cái mà mình thường gặp đó là gì? Tháo, mình di dời. Thì qua bên qua đó thì mình cũng khi mà tháo á, thì mình sẽ thao tác cái bước tháo, còn lắp lại thì mình sẽ quay lại cái bước này, đúng không? Thì mình lắp lại mình sẽ quay lại cái bước đó. Thì tuy nhiên mình cũng ước lượng cái cách mình làm giống vậy ha, cái khâu mình chuẩn bị vật tư những cái gì, thì tuy nhiên hai cái địa điểm đó là nó sẽ khác nhau, dù là khoảng cách, về khoảng cách thì mình cũng ước lượng được ha. Vật tư ở cái bước chuẩn bị vật tư thì mình chuẩn bị là biết là cái máy đó là máy gì ha, máy mono hay là inverter, tơ, người chọn dây dẫn, người chọn CV lắp cắt cho nó ha. Thì cái này là hôm trước, cái này thì hệ thống lại thôi. Rồi hôm nay á là mình sẽ sang cái phần là bảo trì ha. Bảo trì thì mình cũng tương tự, do nhu cầu người ta sử dụng lâu ngày á, cái công tác bảo trì này là làm thường xuyên nhất nè. Tại vì khi mà sử dụng á lâu ngày nó sẽ có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á là cần phải vệ sinh. Tại vì vệ sinh á thì để cho là máy làm việc nó đạt cái hiệu suất, đồng thời nó cũng được tăng cái tuổi thọ. Nếu mà mình cứ để nó làm việc, để nó trong cái môi trường làm việc mà nó kiểu đó thì nó tốn điện ha. Thì cái công tác này là người ta cũng quan tâm ha. Rồi cái thứ hai đó là mình có phần đó là mình phải nạp ga thêm ha. Có nghĩa là lâu ngày sử dụng nó giảm hiệu suất, có nghĩa là nó bị thất thoát ga, mình phải thực hiện thêm cái bước nạp ga ha. Thì ở phần này, ở trong cái vệ sinh này á thì thầy sẽ giới thiệu cho mình hai bước. Cái bước thứ nhất đó là vệ sinh bằng cách là sử dụng cái túi ha, cái túi để vệ sinh. Rồi cái bước thứ hai là mình sử dụng cái bước là tháo để vệ sinh ha. Lý do có nghĩa là do cái máy mình á, có thể là một hai quá trình đầu á, một hai lần vệ sinh đầu á thì nó cũng không ảnh hưởng lắm, nó cũng không dơ lắm, nên mình có thể thực hiện cái bước vệ sinh này ha. Thì cái bước mà vệ sinh sử dụng cái túi này để mình vệ sinh. Rồi cái khi mà mình những cái máy mà ta sử dụng lâu ngày đó, hoặc là cái tần suất sử dụng nhiều đó, thì nó sẽ rất là dơ. Nếu mà mình áp dụng cái trường hợp này á, vô tình mình xịt á, nó lọt những cái kẽ bụi bẩn đó mà nó không thoát được á, thì khi mà mình vệ sinh một hai bữa sau nó lại xảy ra cái nguyên nhân là máy bị nhiễm nước ha. Hoặc là cái trường hợp thứ hai nữa là do cái người khách hàng người ta yêu cầu. Tại vì có những người ta kỹ tính thì người ta yêu cầu phải tháo xuống vệ sinh đâu đó đàng hoàng, chứ không có cho mình mà chùm xịt kiểu đó ha. Thì tùy, có nghĩa là tùy cái nhu cầu sử dụng cái của người hàng đó mà mình phải thực hiện. Thì giờ thầy sẽ giới thiệu cho mình hôm nay là hai cái bước này ha, hai cái bước này. Rồi về trình tự cách thực hiện á, thì đầu tiên á thì thầy sẽ thao tác mẫu trước nha, thao tác mẫu. Rồi sau đó tới các bạn mình sẽ thực hiện theo ha. Cái trường hợp này cũng là tương tự ha. Rồi nếu mà còn thời gian nữa thì sẽ giới thiệu cho mình cái cách để mình đấu vô cái thay đổi vô cái tụ hai chân với tụ ba chân. Hôm trước là có giới thiệu mình lý thuyết trên cái sơ đồ đó ha. Thì hôm nay là mình sẽ làm hai cái nội dung này ha.
là mình sử dụng cái túi để mình vệ sinh. Tại vì cái công tác bảo trì này nè là mình làm thường xuyên á, thì cũng cái nhu cầu của người sử dụng á, của cái người sử dụng á, người ta cũng quan tâm đến cái tài sản thiết bị của ta để đảm bảo nó hoạt động có hiệu suất, rồi nó duy trì được cái độ bền. Rồi thì để mà đi vào cái bước tiên á, ở cái bước mà mình sử dụng cái túi vệ sinh này, đầu tiên trước khi mà mình thao tác cái công tắc bảo trì á, đầu tiên cái bước đầu tiên á là mình phải vận hành máy ha, vận hành cái máy nó chạy, vận hành máy, nghĩa là mình phải kiểm tra cái điều khiển remote mình á, kiểm tra cái remote nó còn hoạt động tốt hay không. Rồi về ở phía cái dàn lạnh á, mình sẽ kiểm tra coi cái quạt lạnh ha, rồi cái tốc độ của cái quạt mình còn chỉnh lên chỉnh xuống hay không, để gì, để mình vận hành máy để mình ghi nhận cái hiện tượng, ghi nhận lại cái hiện tượng, chẳng hạn như nó có tình trạng gì đó hư hao hay là gì đó thì mình sẽ báo ngay liền, để không khi mà mình làm xong đó thì mình sẽ cái bước đó khi mà có trục trặc gì đó thì nhiều khả năng người ta nói do mình làm không cẩn thận hay gì đó ha. Ghi nhận lại thứ nhất đó là cái remote ha, remote rồi cái quạt rồi ha, quạt lạnh nữa ha, rồi cái motor đảo ha, đảo gió ha, rồi cái nữa là quạt nóng, rồi cái nữa là mình kiểm tra luôn cái lốp, rồi ngoài ra là mình còn kiểm tra luôn là cái gì, các cái thông số ha, thông số như là áp suất, thông số là áp suất nè ha, rồi dòng điện, để chi, để mình ghi nhận lại coi máy mình có trường hợp có bị thiếu ga hay là gì, có vấn đề gì không ha. Thì các cái bước mình thực hiện thì mình kiểm tra vận hành, rồi sau cái bước thứ hai là mình sẽ vệ sinh dàn lạnh ha, rồi cái bước thứ ba là mình vệ sinh dàn nóng, rồi khi mà xong hết rồi mình sẽ là gì, đồng thời ở các cái bước này mình vệ sinh xong bước nào là mình kết hợp luôn ha, xong rồi mình hoàn thiện lại luôn ha, thì chỉ đơn ngắn gọn ở ba cái đầu mục này thôi ha. Tuy nhiên là khi mà mình giả sử mình vệ sinh nhà lạnh xong rồi mình sẽ kết hợp là mình tắt hoàn thiện lại luôn ha, để cho nó rút ngắn thời gian để khỏi chắc đi nhiều bước. Rồi thì bây giờ mình thực hành đó, mình vận hành máy nha. Tiếp tục đi thầy. Rồi trước tiên thì mình thực hiện ở bước thứ nhất ha, mình vận hành máy, rồi cho quạt á ở tốc độ cao ha, rồi nhiệt độ thì mình bấm ở thấp nhất để mình kiểm tra cái hiện trạng của máy mình đó, đồng thời mình kiểm tra coi những cái lá đảo gió này ha, cái motor đảo gió đó nó có hoạt động bình thường hay không ha, rồi khí lạnh mình á nó có hoạt động bình thường không, để mình ghi nhận lại hiện tượng. Tại vì nhiều khi thì lý do là như nãy thầy nói đó, mình phải coi coi nó có vấn đề gì không, tại vì để tránh cái trường hợp mà khi mà mình lắp đặt hoàn thiện lên rồi đó, vận hành nó không bị lỗi gì đó, thì khi đó khách hàng người ta nghĩ là làm do mình ha. Thì mình kiểm tra về phía lạnh, rồi sau đó mình kiểm tra ở cái phía cái này lắp hoạt động bình thường ha, đồng thời mình cũng lại gì kiểm tra là dòng ha, đo dòng điện, rồi nữa là áp suất ha, áp suất của ga để mình kiểm tra coi ga có bị thiếu hay không ha, để khi mà mình vệ sinh xong á là mình có thể là mình nạp thêm cái hàng, thì lúc đó có thể là mình báo với khách hàng ra là do cái này là thiếu ga, để mà đảm bảo đạt hiệu suất á thì vệ sinh xong mình nên mình chăm thêm ga ha. Rồi khi mà cho máy chạy ổn định á, mình kiểm tra hết cái thông số vận hành người kia đảm bảo không có vấn đề gì thì mình tiến hành tắt máy nha, tắt máy rồi mình đợi khoảng vài phút, rồi sau đó mình tiến hành vệ sinh nha. Mình thực hiện ở cái bước thứ hai là mình sẽ vệ sinh dàn lạnh trước nha. Rồi
cái bước thứ hai của mình đó là mình sẽ tiến hành vệ sinh cái dàn lạnh. Để mà vệ sinh đó thì mình sẽ tháo những cái thiết bị, những cái vỏ của cái dàn lạnh này ra ha, cái phần nhựa đó. Rồi mình tiến hành mình tháo cái lá đảo gió này trước nha. Rồi mình tháo những cái tấm dưới lọc. Cái bo hiển thị luôn ha. Rồi tiếp theo mình sẽ tháo cái phần nhựa này ha. Rồi, nó xích thì mình để tiếp theo mình sẽ tháo cái phần của cái mặt nạ này ha. Mình lưu ý ha, ở đây nó có những vít để nó cố định rồi đó, thì mình sẽ tháo ra hết. Và ở phần chỗ này á, mình tháo mình cũng lưu ý ha, ở trên đây nó có hai cái ngàm á, nếu mà mình không kỹ á, thì mình vô tình mình để nó bị dướng cái ngàm trên đây nè ha, nó bị dãy ngàm cái là cũng không có cái để mình thay. Rồi cái dắt hiển thị này cái mình tháo ra luôn. Cái này do nó cái cảm biến á, nó bị chẹt nên cái này mình nên, nếu mình sử dụng cái phương pháp mà vệ sinh bằng cách sử dụng cái túi á, thì mình nên che cái này lại ha. Ở phần này á thì cũng nói thêm mình ha, mình vệ sinh cái này á, mình lưu ý á, hai cái mình lưu ý. Cái thứ nhất á là chỗ cái này nha, cái thứ hai là chỗ cái phần điện này là mình phải che chắn để đừng có bị nước nó văng vô, nó ảnh hưởng tới cái phần điều khiển này ha. Do mình không có tháo hết cái này nên mình phải che chắn nó lại, tại vì chỗ này nãy nó bị dướng cái cảm biến á. Rồi mình thực hiện mình tháo luôn cái motor này luôn ha, để chi để nó hạn chế cái trường hợp mà mình xịt nước á, nó
nó văng vô thì nó ảnh hưởng tới tới cái phần điện. Rồi ở phía này mình lưu ý ha, mình sẽ sử dụng là túi ni lông hoặc là khăn khô gì đó, mình sẽ che chắn cái phần điện này lại để đảm bảo khi mà mình vệ sinh mình sạch đó thì nó không ảnh hưởng tới cái phần này ha. Trường hợp mà cái máng này nếu mà mình dễ tháo thì mình sẽ tháo luôn ha. Lưu ý khi mà tháo cái máng này là mình phải đa phần á, khi mà máy mình đang làm việc thực tế á, thì cái máng này có khi ta được đi ăn cho mình khỏi tháo cũng được ha. Khỏi tháo thì nước nó sẽ vô đây, nhưng mà mình lưu ý là mình phải thông cái máng nước đó, đó ha. Giả sử trường hợp mình sử dụng túi rồi, cái này là cái túi để mình vệ sinh ha. Cái này thì bác mẫu ha, mình cứ chọn cái vị trí ở đây ha để mình chùm lại. Tuy nhiên cái phía này là mình phải chùm lại bằng khăn khô hay là túi ni lông gì đó để đảm bảo cách cái phần này ra ha, cách cái phần này ra này ha. Rồi khi đó mình sẽ chùm cái này, rồi mình sẽ chọn ở phía dưới này nữa ha, để khi mà nước á, nước nó bị chảy ra từ cái này nè ha, là nó theo cái này xuống ha. Đồng thời phía dưới này á, mình phải kiếm cái gì đó để mình hứng nước, hoặc là nếu mà gần cửa sổ mà thoát ra được ở ngoài hay là gì đó thì mình cho nó ra ngoài ha, để hạn chế nó bị nhiễu vô trong cái nhà của anh ta ha. À, nhưng ở đây mình có cái túi thì mình sẽ trần, mình có cái dây để mình cố định nó lại. Cái này phần này là phần mình cắt ra ha. Che chắn cái này để cho nó hạn chế bị nước vô ha. Rồi, thì cái phía này là mình phải lưu ý là mình phải kẹp nó sát vô đây ha, kẹp sát vô để cho nó hứng, đảm bảo hứng hết nước cái phía của cái nhà mình rơi xuống.
đồng thời phía này mình sẽ trồng lên ha, trồng lên để mình hứng cái nước mà mình vệ sinh đó. Thì ở phần này á, mình lưu ý á, là cái chỗ cái quạt này ha, chỗ cái quạt lạnh mình nè, à, khi mà xịt á, thì mình sẽ xịt xuôi từ bên đây qua ha. Đồng thời á, là mình phải khi mà xịt cái quạt này á, là mình phải giữ cái quạt lại, tại vì khi cái quạt của mình á, đối với loại mono mình á, thì quạt AC thì nó đỡ hơn, nhưng mà inverter á, là loại DC thì khi mà cái này nó quay ở tốc độ cao á, thì ở không điện nó có sẽ phát ra điện lại cái bo, thì nếu mà mình gỡ được cái gắt ở đây á thì mình cũng gỡ ha. Còn nếu mà khó thì cái cách tốt nhất á, là mình phải giữ cánh quạt lại, mình dùng cái tay mình xoay từ từ ha, để mình vệ sinh. Nên vệ sinh ở phía này trước, phía quạt trước ha, rồi sau đó mình hãy xịt phía trên. Tại vì khi mà mình vệ sinh ở đây á, một số cái bụi á nó đóng ở đây nè, nó sẽ rơi xuống, rồi đồng thời nó sẽ chống ở những cái đường này, là khi mình xịt trên đây bụi ở trên á cặn bẩn rồi nó dơ á, nó sẽ chạy xuống dễ hơn. Để mình xịt trên đây trước, một lát á mình xịt dưới đây, vô tình bụi nó sẽ văng trở lên, nó kẹt trở lại nữa, nó kẹt vô mấy cái lá nhôm này nè ha. Nên mình xịt trước ở đây một cái ha, rồi đồng thời giữ cái quạt cố định lại, đừng cho nó xoay. Thì khi xong rồi mình lấy cái tay mình lần vài tua vậy đó ha, rồi để mình tiếp tục mình vệ sinh cho sạch, rồi sau đó mình mới tiếp tục mình vệ sinh ở phía trên này. Đồng thời mình sẽ xịt xuôi theo những cái lá nhôm này nè ha, để mình xịt xéo xịt ngang gì đó là nó sẽ móp những cái này, thì nó ảnh hưởng tới cái tản nhiệt của cái dàn lạnh mình ha. Rồi khi mà xịt xong, hoàn thiện xong sạch đó, thì mình sẽ tháo ra nha, tiến hành mình sẽ lắp để hoàn thiện trở lại. Rồi sau khi mình hoàn thiện thì mình sẽ lắp những cái gắt mình nãy mình tháo ra. Lưu ý những cái gắt này á, mà mình tháo á, thì mình cũng nên là nắm ở chỗ cái gắt này nha, nó cái lẫy. Chứ mình hạn chế là nắm dây mình giật ha. Thì dây nó là tương đối nó nhỏ. Để giảm cái rủi ro mà bị đứt dây thì mình nó cong. Cái đó cái gắt đó là để hồi mình chừa ra, để hồi mình gắt cái bo hiển thị vô.
tiếp theo mình gắp cái bo hiển thị ra ha. Xong thì mình cũng cố định mấy cái vít lại. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái bo hiển thị vô lại ha. Rồi những cái vị trí mà dây á mình gắn cái dây vô đó. Vị trí mà dây mình gài vô đó đừng cố định ha, mình vẫn phải lưu ý để trả nó về vị trí cũ ha. Rồi khi mình gắn xong cái đó thì mình gắn lên cái lưới lại ha. Mình cũng lưu ý nha, cái lưới nó thường là ở phía này nè, nó có cái cạnh ha, nó phải phù hợp với cạnh của mình ha. Rồi xong thì mình cái bước thứ ba của mình ha.
là mình sẽ tiến hành vệ sinh cái dàn nóng. Thì ở cái dàn nóng á, mình cũng sẽ tháo cái mặt ha. Có thể là có một số dòng máy á, mình chỉ cần tháo cái mặt tròn này thôi là mình vệ sinh được rồi. Có những cái máy mà mình cần phải tháo là tháo cái luôn cái mặt trên ha. Thì ở phía này á, phía dàn nóng này á, mình vệ sinh mình cũng lưu ý là che chắn cái phần điện lại ha. Mình cũng vệ sinh là mình xịt xuôi ha. Tốt nhất mình nên giữ cái cánh quạt lại ha. Có thể là nếu mà xịt không sạch thì mình có thể sử dụng khăn hay gì đó mình lau, thì mình hạn chế xịt vô cái chỗ cái quạt này nè ha, để nó bị ảnh hưởng tới cái phần cơ của cái quạt, ảnh hưởng tới những cái bạc đạn của cái quạt đó. Thì để khi mình xịt nước vô á, thì nó sẽ khi mà cái motor quạt nó quay á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái bạc bị nước vô á, thì lâu ngày nó bị khô ha. Thì mình trình tự mình xịt, mình cũng xịt xuôi theo cái này ha, để cho những cái bụi mà nó bám trên cái những cái lá nhôm giải nhiệt này nè nó văng ra ngoài ha. Để nhiều khi mình xịt xéo á thì nó sẽ bị móp những cái lá nhôm này, thì nó ảnh hưởng tới cái trao đổi nhiệt của phía cái dàn nóng mình ha. Thì mình khi mình tiến hành xịt xong á thì mình lắp máy rồi giỏ của cái dàn nóng rồi lại ha, rồi mình tiến hành vận hành máy. Rồi mình đợi cái máy chạy ha, thì mình sẽ kiểm tra lại ha. Rồi trước khi bàn giao mình kiểm tra lại tình hình của máy. Đồng thời mình cũng kiểm tra luôn cái áp suất ga về dòng làm việc của máy. Sẽ giới thiệu cho mình xong cái phần vệ sinh bằng cách sử dụng cái túi để mình vệ sinh, thì thầy cũng thao tác mẫu.